trước học với nó suốt. Cứ L2 là chúng nó. Đấy, thế là kỳ này có gặp nhớ không? Kỳ trước. Đấy, sao kỳ trước tôi L2 lại gặp nó không? Còn nhớ nhà mọi người. Đấy, trước này tôi nhớ là gặp nó suốt này. Rất béo, không có mặt nó luôn. Trong lớp toàn mời gái vú kiểu học nói hay lắm. Nếu như chị vẫn rồi. Kiểu idol lại đéo được con tán gái nữa nhỉ. Nhớ những câu văn tán gái bất hủ của kiểu idol. Cái kỳ trước con em béo thực hành giới thiệu idol lên mời cả lớp ra quán phở bí mật nhà bạn ấy ăn, mới tụi đéo biết địa chỉ. Wow, không trượt phát nào luôn. Thằng L nào đấy? Anh rapper à?